Cách khắc phục rụng lông ở chó mèo. Đầu tiên thì các bạn cần phải biết nguyên nhân tại sao các béo cún hay là béo mèo như mình nó lại rụng lông. Béo cún hay là béo mèo bị rụng lông ấy, nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý đến ba cái nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, đó chính là do các bé đang trong cái quá trình thay lông. Thứ hai là các bé bị lấm này, bị ghẻ hay là bị viêm da dẫn đến việc rụng lông. Thứ ba là do các bé đang ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Đối với các trường hợp mà bé cún hay bé mèo ấy, nó đang trong quá trình thay lông thì cái vấn đề này chúng ta sẽ không thể nào can thiệp được, bởi vì đây là do cấu tạo lông của các bé rồi. Một năm thì thường các bé nó sẽ thay lông 2 lần. Trường hợp 2, các bé mà nó bị lấm ghẻ viêm da ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái lá chè xanh này hay là lá chát về các bạn đun nước và tắm cho các bé cún hay là bé mèo ấy, nó sẽ rất là hiệu quả. Tuy nhiên nếu mà các bé nào nó bị lặng ấy, thì các bạn nên sử dụng một số các loại sữa tắm này hoặc là các loại thuốc chuyên dụng để xịt bôi cho các bé nha. Chẳng hạn như là loại thuốc sữa tắm Derma này, đây này, sữa tắm Derma này để chuyên trị lấm, trị ghẻ và viêm da này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái loại Cucuin hay là Mitexin như thế này để trị cho các bé cún. Còn trường hợp 3 ấy, nếu mà các bé nào mà các bạn cho cún ăn mà thiếu chất dinh dưỡng ấy, thì các bạn có thể bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác nhau vào trong cái khẩu phần ăn của các bé. Ví dụ như là cho ăn thêm các loại thịt này, hay là các loại cá này, hoặc là trứng này. Đồng thời với đó, các bạn phải cho ăn thêm kèm thêm cả các loại rau xanh, ví dụ như là bí đỏ này, cà rốt này, hay là rau bắp cải này, súp lơ này, hoặc là khoai lang này. Đấy, nó sẽ cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất cho các bé cún. Nếu các bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các bé thì mọi người có thể bổ sung thêm cho các bé bằng dầu cá hồi nhá, như là mình đang cho các bé cún hay là bé mèo như mình ăn đây này. Loại này là loại Brique nhá. Mọi người sử dụng cái dầu cá hồi sẽ rất là tốt cho các bé cún hay là bé mèo. Nó giúp cho lông của các bé nó sẽ bóng mượt hơn này, mềm mượt hơn này, đồng thời lông của các bé nó khỏe mạnh hơn và giảm rụng lông đi rất là nhiều. Cái dầu cá ấy, nó không chỉ giúp cho lông của các bé mà nó còn giúp cho cả hệ tim mạch này, về mắt cho các bé nữa, rất là tốt.